Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban, lại tới với Nam Định để có thể mọi bàn giao một cái chiếc ghế Furikyo AS 970 cho anh Thông ở Giao Thủy, Nam Định. Thực sự là lại tới với vùng quê Nam Định thì luôn luôn rằng là có rất nhiều điều, và nơi đây là một trong những cái tỉnh mà có rất nhiều cái cây cảnh, cũng như là cái nhà anh Thông ở đây thì anh có một cái trang trại chuyên nuôi trồng. Và đặc biệt là những cái thời gian rảnh thì anh cũng chia sẻ là anh ngồi xem YouTube rất là nhiều, và cũng xem rất tham khảo rất nhiều kênh, rất nhiều nơi, và cả trên web, rồi là cũng đã đi tìm hiểu ngồi thử rất là nhiều. Nhưng sau anh cũng lựa chọn Ngọc Gia Pan, bởi vì thực sự rằng anh cũng chia sẻ rằng là cái mong muốn nhất trong cái sử dụng những cái sản phẩm nội địa Nhật này là anh lo lắng về cái vấn đề bảo hành, cũng như là không may nó có trục trặc gì xảy ra thì thực sự là cũng rất là ngại. Thì cũng chính vì vậy mà anh cũng chia sẻ với Ngọc Gia Pan là anh lựa chọn Ngọc Gia Pan, bởi vì rằng là cũng về cái chế độ bảo hành nơi mà Ngọc Gia Pan anh cảm thấy rất là tin tưởng. Thì thực sự rằng là nhận được những cái lời chia sẻ của anh thì Ngọc Gia Pan cảm thấy rất là vui, và cũng là một trong những cái động lực giúp Ngọc Gia Pan tiếp tục để xây dựng nên cái đội ngũ nhân viên cũng như là những cái chế độ làm sao tốt nhất cho khách hàng. Tất nhiên là ở đây thì chúng ta bán hàng hay làm bất kỳ cái gì thì luôn luôn mong muốn mang tới cái giá trị sản phẩm tới tay cho khách hàng. Và như các bạn có thể thấy đây, cái niềm vui của mỗi lần Ngọc Gia Pan đi giao những chiếc ghế đó là cả gia đình, từ người mua ghế cho tới những người thân, luôn luôn cảm thấy vui vẻ chào đón những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thì đó là cái món quà ý nghĩa nhất. Và cũng là một năm trôi qua, đón một cái năm mới, thì Ngọc Gia Pan kính chúc anh Thông cũng như gia đình luôn luôn tràn đầy sức khỏe và sẽ là thành công trong cuộc sống.